bên đây làm cho nó non hơn bệnh ha. Chào cho mọi người. Hôm nay đến thời gian Trúc Lâm ở núi Sập để cho cá đường hồng, cái loại cá chép và nhiều loại cá dùng. Hôm nay thì con cá số lượng nhiều, người tham quan ít cho ăn. Thiền viện Trúc Lâm địa chỉ ở thị trấn núi Sập, huyện Thọ Sơn, tỉnh An Giang. Ủa cá rồi hết hồn. À, cho hết bao bả này rồi đây bao cá kìa.
Xin chào cho mọi người nha.